luật pháp bất vị thân. Thưa quý vị và các bạn, khoảng một ngày sau khi xảy ra vụ trộm dê của dân, bà cán bộ bị tước danh hiệu Công an Nhân dân và bị tạm giữ hình sự. Vụ án liên quan cũng được khởi tố thể hiện rõ quan điểm, không bao che, dung túng cho hành vi sai phạm. Thật đau lòng cho bất cứ ai đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân khi đọc được thông tin về vụ ba cán bộ trộm dê của dân xảy ra vào trưa 26 tháng 6 với sự tham gia của một đại úy và hai thượng úy họ đi ô tô mang theo súng hơi vào khu vực núi màu gà thôn ái nàng xã an phú huyện mỹ đức hà nội để bán chim trong lúc đi săn nhóm người này đã bắn chết hai con dê của người dân cho vào cốp xe ô tô rồi đi về đến khu vực cầu ái nàng thì bị người dân phát hiện chặn lại ngay hôm sau, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân và tạm giữ hình sự đối với các cán bộ nêu trên. Công an Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, trộm cắp tài sản. Diễn biến trong các clip lan truyền trên mạng cho thấy đây là vụ việc bắt người phạm tội quả tang. Hành vi phạm tội khá rõ ràng, cho nên việc khởi tố vụ án hình sự, trộm cắp tài sản là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Cán bộ trộm dê của dân đã rất đáng lên án, nhưng cán bộ ấy lại gánh trên vai trách nhiệm của người thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự xã hội thì càng phải lên án nhiều hơn, càng cần được xử lý bằng chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Dư luận tin rằng với động thái nhanh chóng, quyết liệt của cơ quan chức năng thì không có chuyện bao che hay dung túng cho hành vi sai phạm. Cùng với yêu cầu công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường gia đình người bị hại, một bản án nghiêm minh có thể đối với cả hành vi tàng trữ sử dụng sử dụng súng trái phép săn bắn trái phép sẽ góp phần gìn giữ uy tín của lực lượng công an nhân dân. Trong vụ việc nêu trên, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội còn chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật. Đây là một quyết định đúng đắn của cơ quan chức năng. Trộm dê của dân, ba sĩ quan công an đã đánh mất danh dự và sự nghiệp. Nhưng những cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy cấp trên cũng khó tránh khỏi trách nhiệm liên đới. Ở đây cũng cần rút kinh nghiệm về việc giáo dục quản lý cấp dưới. Nếu mặt công tác này được làm nghiêm thì sẽ khó có thể xảy ra vụ việc ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành như vậy. Việc giúp kinh nghiệm sẽ giúp tránh xảy ra những sự việc đau lòng khác. Không ai muốn phải xử lý kỷ luật đồng chí đồng đội, nhưng rõ ràng nghiêm trị người phạm tội là để loại bỏ những nhân tố xấu, độc, hại và giúp xã hội ngay một phát triển bền vững hơn. Trên thực tế, chúng ta đã chứng kiến không ít tướng tá, Cả công an lẫn quân đội phải đứng ra trước vành móng ngựa. Họ phải nhận những bản án thích đáng cho hành vi coi thường kỷ cương, vi phạm pháp luật của mình. Những bản án nghiêm minh dành cho những phần tử biến chất, thoái hóa ấy giống như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói là để cứu một người. Trước sự cám dỗ, nếu cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không đủ bản lĩnh, không giữ được cốt cách thì dễ dàng bị tha hóa, biến chất, nghiêm trọng hơn là đồng lõa, tiếp tay hoặc trực tiếp thực hiện các hành vi phạm pháp những sai phạm này đánh thẳng vào niềm tin của người dân với đảng nhà nước hủy hoại những thành quả tốt đẹp mà toàn đảng toàn dân và toàn quân gây dựng bấy lâu trong bối cảnh ấy chúng ta cần nêu cao tinh thần luật pháp bất vị thân rằng công lý nhất định phải minh bạch và công tâm để mang lại công bằng cho mọi người góp phần củng cố niềm tin của đảng nhà nước càng có nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đảng ta càng vững mạnh, nhân dân càng thêm tin tưởng, sẵn sàng ủng hộ và thực hiện mọi chủ trương, đường lối đúng đắn mà đảng đề ra. Nhiều cựu cán bộ ở một sở văn hóa thể thao và du lịch bị đề nghị truy tố. Thưa quý vị và các bạn, các cựu cán bộ này đã trực tiếp hoặc qua trung gian thu nhận hồ sơ và thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho các công dân không đủ điều kiện với chi phí từ 10 đến 30 triệu đồng cho một bộ hồ sơ liên quan đến vụ án giả mạo trong công tác và lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và một số tỉnh phía Bắc. Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 11 bị can, trong số đó ba cựu chuyên viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai là Nguyễn Thị Vân Sinh năm 1981, Doãn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1984 và Vũ Kim Oanh, sinh năm 1984 bị đề nghị truy tố về tội danh giả mạo trong công tác. Hai cán bộ khác là Lê Văn Tiến, sinh năm 1971, Trưởng phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Phạm Thị Thu Hà, sinh năm 1983, cán bộ của bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó từ cuối năm 2017, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch xảy ra tại Sở Văn hóa thể thao du lịch các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, tiến hành xác minh, kiểm tra, Cục An ninh kinh tế đã tiếp nhận 586 hồ sơ cấp mới, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Trong đó tỉnh Lào Cai 471 hồ sơ, Hà Giang 28 hồ sơ, Lai Châu 35 hồ sơ, Điện Biên 10 hồ sơ, Yên Bái 5 hồ sơ, Bắc Giang 16 hồ sơ, Vĩnh Phúc 21 hồ sơ. Từ khoảng năm 2010 đến năm 2017, trong quá trình được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, các bị can đã có hành vi trực tiếp hoặc qua trung gian thu nhận hồ sơ và thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho các công dân không đủ điều kiện với chi phí từ 10 đến 30 triệu đồng cho một bộ hồ sơ. Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên không đủ điều kiện như người đề nghị cấp thẻ không có bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ nghiệp vụ, các bị can đã liên hệ với một số đối tượng có liên quan khác làm giả bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch photo hoặc cả hai, sau đó hợp thức cho các văn bằng chứng chỉ đã làm giả bằng việc chứng thực tại các ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn văn phòng công chứng. Công an xác minh việc hàng nghìn người tham dự buổi offline tiền ảo Pi. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang xác minh hơn 1.500 người tiên phong tham gia cộng đồng tiền ảo Pi tại nhà hàng Dabaco Từ Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Liên quan tới việc tổ chức buổi offline Việt Nam GCV, 314.159 đô la event. Tại nhà hàng Dabaco Từ Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Công an thành phố Từ Sơn xác minh làm rõ thông tin vụ việc để xử lý theo quy định. Sáng ngày 25 tháng 6, tại nhà hàng Dabaco Từ Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hơn 1.500 người đã tham gia buổi offline với chủ đề Việt Nam GCV 314.159 đô la event để bàn về giá cho pi, cùng tuyên bố giá trị 1 đồng pi bằng 7 tỷ đồng tương đương 314.159 đô la. Đây là buổi offline P Network lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, bình luận được đưa ra trên YouTube. Người tham dự buổi offline Việt Nam GCV 314.159 đô la event ngồi chật kín hội trường rộng lớn tại nhà hàng Dabaco Từ Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có nhiều người đã lớn tuổi, ít hiểu về công nghệ. Theo dõi thông tin trên YouTube, buổi offline của cộng đồng tiền ảo Pi này đã được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội từ hơn một tháng trước. Để tham dự Việt Nam GCV 314.159 đô la event, người tham gia phải đặt chỗ và mua vé với giá 390.000 đồng. Và mua đồng phục màu tím, có in logo để mặc, tính ra tổng chi phí tốn gần 1 triệu đồng. Người tham gia cũng có thể liên hệ đăng ký gian hàng giá trị đồng thuận toàn cầu. Tại sự kiện, một số mặt hàng có giá trị như xe máy, tivi, máy giặt tủ lạnh đã được các thành viên trong ban tổ chức cũng như những người đào bi tiên phong mang đến để trao đổi, đồng thuận giá trị một đồng pi bằng 7 tỷ đồng, tương đương, đương 314.159 đô la. Hiện nay ở nước ta cũng như nhiều nước khác trên thế giới, không công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán. Ngân hàng nhà nước đã nhiều lần khẳng định Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.